Chào các bác nha. Cây bạch thiên hương. Bạch thiên hương hôm trước phiên chợ đấy. Đấy. Mấy hôm rồi hôm nay mới trồng được đấy. Trồng giúp ông Anh mà. Hôm đấy tôi thực tế là cũng ông Anh cũng mua thì mình cũng hỏi giúp. Chứ tôi cũng không phải là tôi chơi, nhưng mà nó một cây khá là hay. Để nói bạch thiên hương mà to này thì tôi cũng hay trêu là chắc ông này ông đào ở phố hay là viết gì đấy mới được to gốc to này từ ngày xưa. Đấy, chứ gốc bạch thiên hương to này ít cho cái chậu này. Đấy, cho chậu giúp anh thì nó cũng nặng, cũng khá nặng nề đấy. Và cũng phải suy nghĩ đấy, làm là để được mặt thành cây thì cũng không đơn giản đâu. Tất nhiên nó có cái cốt hay. Và một cái cây bạch thiên hương thì chơi được như này ít người có. Đấy các bạn, bây giờ chắc em cắt ra rồi chỉnh sửa sơ bộ thì làm phong cách thiên nhiên kiểu miền Nam thôi. Làm đỉnh của cái nón ở trên này, ông mái đuổi sang bên phía bên này, lệch ra này, tam giác lệch này. Đấy thì tí nữa sẽ thu ngắn bớt và quyết định xem chọn lấy tay nào và bỏ tay nào, xong rồi nuôi tiếp, nuôi tiếp làm cây mini nữa. Trước đã ở ngoài chợ thì tôi phang tạm vào những cái này cho đỡ rậm rạp, nó cao hơn 1 mét này. Đấy, khá là nhiều hoa. Giờ gỡ ra để làm các bác nhé, bỏ đi bẩn đi, xong rồi trồng cái chậu kia. Nắng mùa này rất là khó chịu, hành khô, trồng cây rất là ngại, rất dễ mất nước, tưới liên tục, các bác để ý nhé. Đấy, người ta bứng ở đất ở bãi ở đâu lên mình không rõ. Đất là đất bãi này. Ây da. Nặng lắm các bác.
nặng nề lắm các bác, nặng nhiều đất đấy thì nó diều dễ lắm, mà dễ nó rất là giòn. Tôi cũng chưa làm đồ này bao giờ, chỉ có biết cây này chứ chưa chơi cây này bao giờ, hoặc là trồng cây hoa dễ nhiều lắm, mà nó rất là giòn các bác nhìn đấy, rất là giòn. Đấy thì sơ bộ cái này tôi sẽ bỏ cái tay này đi, bỏ cái tay này đi cho nó thoát, cho nhìn cho nó thoát thân, các bác nó hở cái bệ này ra, bỏ tay này đi, bỏ cái tay này đi, bỏ tay này đi. Đấy, sơ bộ là như vậy. Rồi tôi bỏ luôn các bác cho nhìn thoáng nhé. Nó là họ rành rành nhưng cảm giác nó giòn, rành rành rất là nhiều, rất là giòn.
Đấy, xong bây giờ nó nảy tính tiếp các bạn. Tôi định cắt cái này đến đây này, bỏ cái đoạn màu đi. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng không cần thiết. Và ta cứ nuôi. Khi nào nó lên cái mầm ở đây nó to đi thì cắt sau cũng không muộn. Bây giờ thì như này. Đây, cái tam giác lệch thì đuổi sang đây. Tất nhiên phải nuôi nữa. Còn cái đỉnh thì nó chỉ cao đến đây thôi. Sau phải cắt đến đây thôi. Bỏ cái khẩu này đi. Sau nó nảy mầm đây thì bỏ khẩu đi. Đấy, cái đối trọng của tam giác nó đến đây thôi. Đỉnh đến đây. Và đuổi sang tán sang phía bên này. Cái này phải làm cái rất là dài ở đây. Đấy. Thì bây giờ chắc chắn là không thể nào mà cắt nó đẹp ngay được. Phải nuôi thôi các bác. Phải nuôi thôi, chứ không còn cách nào khác. Chứ cây mà cắt cái mà đẹp luôn như hoàn thiện thì lại hết các cụ luôn.
vừa đi trồng. Thế mà vẫn chật đấy. Như thế đấy các bác. Đó này. Này bỏ đi này. Chờ cái mầm đây này. Lấy cái bông đỡ này bỏ đi. Bỏ khẩu trên đi nhé. Nên nhớ các bác nhé. Những cây phôi nhé, thì phải chờ hoàn thiện thì hay chỉ ít ra là những cái tay chốt chính xác của nó thì mới gọi là, thì mới phán được các bác nhé. Chứ ví dụ như những anh em làm hoặc là cắt lần đầu này thì thực tế nó không phải là phương án cuối cùng. Đấy, chỉ là để xử lý phôi thôi, còn sau này còn phải chọn lựa chán. Trên các bác đừng vội phán xét vội nhé. Đấy. Giờ em đi trồng cái đã các bác nha. Đây, các bác. Em đây. Thực tế là làm con này rất là ngại, vất. Làm con này thứ nhất là nó rất là giòn và rất nhiều rễ, và nó nặng, và cái thân nó vừa giòn vừa cứng. Đấy, rất giòn rất cứng và rất khó chịu, nó khác hoàn toàn với dành dành các bạn. Mặc dù nhìn thân lá
rồi cả thậm chí cả hoa rất giống nhau, nhưng mà đặc tính cũng giống, nhưng mà cái này giòn lắm. Đấy, thì sơ bộ là như này, nuôi phôi mà các bác xong rồi thì nó lên tay cút thì để giật lại để còn tính tiếp, chứ bây giờ thì không thể đẹp được. Như là em nói cắt mà đẹp luôn được thì ai cũng làm được. Đấy, thì ai cũng muốn chơi phôi, chứ cần thì chờ hoàn thiện thôi. Đấy, thì sơ bộ thì vẫn sẽ phải hạ thấp như này xuống nữa nhé các bác nhé. Nhưng mà chờ, đang chờ cái mầm ở đây lên thì bỏ lại sau và như này. Đấy, thậm chí là sẽ bỏ cả cái cục này trở lên này, chỉ để nuôi cái mắt ở đây. Đấy, và cái này sẽ đuổi như này. Đấy, cái này chỉ đến đây thôi, đến nửa mép chậu này, đến đây giật lên này. Đấy, thế thôi. Đấy, gốc rất bự, mùa này nó rất là khô như này. Tí nữa thì phải cho vào bóng mát, cho bóng mát các bạn. Rồi, cơ bản vậy thôi. Tí nước khô khô tôi bôi keo liền sẹo vào những cái đầu này cho bảo vệ cái đầu này, để cho nảy lộc đã, xong rồi thu ngắn sau. Thu ngắn một lần nữa. Rồi, các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi.